Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin An Viên 24 giờ được phát sóng 20 giờ thứ 6 hàng tuần. Chương trình hôm nay, ngày 10 tháng 1 năm 2020 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Nhiều hoạt động đặc biệt kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chứng đắc quả vị tại các địa phương trên cả nước. Các chương trình thiện nguyện tặng quà Tết cho những hoàn cảnh khó khăn diễn ra trên khắp cả nước nhân dịp Tết đến xuân về. Những lá sen già cỗi tưởng chừng bỏ đi vẫn có thể bỏ. Những lá sen già cỗi tưởng chừng bỏ đi vẫn có thể tạo nên những bức tranh sống động qua bàn tay khéo léo của một họa sĩ vùng Đồng Tháp 10. Nhân dịp năm mới 2020 và chuẩn bị đón mừng xuân Canh Tí, Tết cổ truyền của dân tộc, ngày 2 tháng 1, ông Trần Thanh Bẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến thăm và chúc Tết Hòa thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Minh Đạo, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Thăm chúc Tết Hòa thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Bẫn đánh giá cao vai trò của Giáo hội Phật giáo trong việc thực hiện tốt đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, công tác từ thiện xã hội, giúp đỡ người nghèo, khó khăn, nhất là trong cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Theo ông Trần Thanh Bẫn, những đóng góp này có nghĩa lớn trong việc thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Bẫn mong rằng trong năm mới 2020, cùng với uy tín của mình, Hòa thượng Thích Thiện Nhân sẽ tiếp tục cuộc vận động tăng ni Phật tử tham gia đóng góp nhiều hơn nữa các phong trào do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Thay mặt Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thiện Nhân cảm ơn sự quan tâm của cá nhân Chủ tịch Trần Thanh Bẫn và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Hòa thượng cũng mong muốn nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa của Đảng và Nhà nước để tìm ra những người có tài, có đức tham gia vào Ban trị sự Phật giáo các tỉnh thành trong cuộc họp giữa nhiệm kỳ sắp tới. Kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chứng đắc quả vị mùng 8 tháng 12 âm lịch, đồng thời thể hiện tấm lòng cung kính, tri ân công lao của Đức Phật. Trong những ngày đầu năm mới 2020, nhiều ngôi chùa ở các tỉnh thành trên cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động mừng đại lễ Phật thành đạo. Ngược dòng lịch sử cách đây hơn 2.500 năm, Thái tử Đất Đạt Đa ở Ấn Độ sau 6 năm tu luyện khổ hạnh và 49 ngày đêm ngồi tĩnh tọa dưới gốc cây Bồ Đề đã chứng đắc quả vị, trở thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Từ đó, ngày mùng 8 tháng 12 âm lịch hàng năm đã trở thành ngày lễ mừng Đức Phật thành đạo. Hàng năm cứ đến ngày này, nhiều ngôi chùa ở các địa phương trên cả nước đã long trọng tổ chức đại lễ kỷ niệm ngày Phật thành đạo. Tại buổi lễ, các chư tăng đã tiến hành nghi thức tâm linh, niệm hương bạch Phật, tưởng nhớ tri ân công đức vô lượng của Đức Phật, nguyện khắc ghi tinh thần tu tập, áp dụng giáo pháp, lời dạy của Đức Như Lai trên con đường tìm về bến bờ giác ngộ. Trong không khí ấm cúng, các chư tăng đã chia sẻ pháp thoại về ngày lễ Phật thành đạo, giáo lý đạo Phật, sự lan tỏa của đạo Phật trên thế giới. Sau đó, các chư tăng đã thực hiện nghi thức truyền đăng. Ánh nến trí tuệ và từ bi đã được chư tôn đức tiếp nhận từ tôn tượng bổn sư và truyền đến mỗi người tham dự. Cầm hoa đăng trên tay, khói trầm quyện tỏa trong tiếng niệm Phật trầm hùng, làm tâm hồn mỗi người như lắng lại, đồng hướng về ánh sáng trí tuệ hơn 2.000 năm trước đã được Đức Phật khai mở cho toàn cõi nhân sinh. Cũng nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo, từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 1, tại chùa Khánh Vân, thành phố Hải Phòng đã diễn ra khóa tu học kỳ Bụt Nhí lần thứ 5 với sự tham dự của hơn 300 thanh thiếu niên trong thành phố. Đến với khóa tu học kỳ Bụt Nhí, các bạn trẻ không chỉ được học những giáo lý căn bản của nhà Phật về lòng từ bi, lòng vị tha, biết yêu thương mọi người xung quanh, mà còn được vui chơi trong môi trường lành mạnh, được học những kỹ năng sống cần thiết. Các em được nghe giảng về đạo hiếu, chữ hiếu để thêm yêu mến gia đình, ông bà, cha mẹ, thầy cô nhiều hơn. Nằm trong chuỗi các hoạt động kính mừng ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo, từ ngày 31 tháng 12 năm 2019 đến ngày 2 tháng 1 năm 2020 tại Chùa Bằng, Linh Tiên Tự đã tổ chức đại lễ kỷ niệm ngày thành đạo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và 22 năm thành lập đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc với nhiều hoạt động như đêm hội hoa đăng, khóa tu tuổi trẻ mừng năm mới. Sáng ngày 2 tháng 1 năm 2020, nhằm ngày 8 tháng 12 năm Kỷ Hợi, hàng nghìn Phật tử đạo tràng Pháp Hoa khắp các tỉnh miền Bắc đã phân tập về Chùa Bằng, Linh Tiên Tự, hân hoan đón mừng đại lễ kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo và kỷ niệm 22 năm thành lập đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc. Đây cũng là hoạt động nổi bật, trang nghiêm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm ngày Phật thành đạo. Đạo Phật là đạo như thật, đến để thấy, để thực nghiệm và chứng ngộ quả vị Niết Bàn. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ khi xuất gia thành đạo, thuyết pháp, nhập diệt là hành trình do Ngài tự thân tu tập.
tự thân chứng ngộ lý duyên sinh vô ngã. Chính sự thật duyên sinh này đã chỉ ra con đường giác ngộ được thực thi theo một phương pháp giáo hóa, giáo dục với tinh thần theo giáo lý duyên sinh. Cũng nhân dịp này, hơn 1.000 Phật tử đã được Hòa thượng Tôn Sư Thích Chí Quảng trao pháp y và Hòa thượng trụ trì Thích Bảo Nghiêm làm lễ truyền thụ tam quy ngũ giới. Quy y Tam Bảo là điểm khởi đầu, đánh dấu cho một sự chuyển hướng tâm hồn về nẻo thiện. Sau khi quy y, thiện nam tín nữ chính thức trở thành người con Phật. Điểm nhấn trong các hoạt động kỷ niệm ngày Phật thành đạo tại Chùa Bằng là khóa tu tuổi trẻ mừng năm mới 2020 diễn ra vào tối 31 tháng 12 năm 2019. Tại khóa tu, hơn 500 bạn thanh niên, sinh viên đến từ các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trong thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận. Trong thời khắc chuyển giao của năm cũ và năm mới, các bạn trẻ đã chọn cách đón một năm mới không ồn ào, náo nhiệt, mà thay vào đó là đón một năm mới với những bình yên trong tâm hồn, sự trẻ trung nhưng an lạc nơi cửa thiền. Em muốn những cái khoảnh khắc mà còn lại ngắn ngủi của năm vừa rồi thì em muốn là chọn một nơi tĩnh tâm hơn để nhìn lại một năm vừa rồi mình đã làm được những gì. Và em nghĩ là không đâu tĩnh tâm bằng chùa. Với sự chứng minh của Chư Tôn Đức Tăng Bản Tự, sự tham dự nhiệt tình của nghệ sĩ ưu tú Đỗ Kỷ, nghệ sĩ nhân dân Lan Hương, ca sĩ Trần Thu Hường, ca sĩ Bảo Phúc, các bạn trẻ đã có một đêm giao lưu văn nghệ vô cùng ý nghĩa nhưng không kém phần sôi động, trẻ trung. Năm nào, chúng tôi cũng tổ chức khóa tu tuổi trẻ đón mừng năm mới này với mục đích là tập trung tất cả lớp trẻ thanh niên về ngôi chùa cùng nhau đoàn kết, cùng nhau chia sẻ và cùng nhau được hưởng thụ cái phước lộc của năm mới đối với ngôi chùa mà các bạn hằng cầu mong Đức Phật thường gia hộ cho. Kết thúc buổi lễ, các bạn trẻ đã viết ra cho mình những kế hoạch, những điều mong ước, những điều tốt lành, cùng cầu mong cho một năm mới đến, may mắn, hạnh phúc và bình an. Sáng ngày 1 tháng 1 năm 2020, nhằm ngày 7 tháng 12 năm Kỷ Hợi, đông đảo Phật tử đạo tràng Pháp Hoa, các tỉnh thành phía Bắc đã vân tập về Chùa Bằng để tham dự 2 ngày tu học nhân ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo, vô thượng chính đẳng chính giác. Một hoạt động rất ý nghĩa được Phật tử đón chờ là đêm hội hoa đăng kính mừng ngày Phật thành đạo được tổ chức vào tối ngày 1 tháng 1. Đêm hội hoa đăng được tổ chức nhằm khơi nguồn cho ánh sáng đạo vàng, sáng soi muôn loài của Đức Phật, chuyển hóa vào đời sống, vào thời đại, từng giây, từng phút, từng hơi thở của đời mình. Đêm hội kết thúc trong sự lung linh tỏa sáng, màu nhiệm của những ngọn nến trong cung bậc thanh thoát, trầm bổng của tiếng niệm Phật, tiếng du dương của những thiền ca với mong ước chính Pháp sẽ trường tồn, Phật Pháp Sương Long, thế giới hòa bình và nhân dân an lạc. Ngày 8 tháng 1 tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi lễ tổng kết công tác Phật sự và triển khai phương hướng hoạt động năm 2020 của kênh thông tin tổng hợp Phật sự online. Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn nêu lên những thành tựu đáng kể của kênh thông tin Phật sự online trong năm 2019. Trong năm qua, Phật sự online đã truyền hình trực tiếp trên 300 sự kiện Phật giáo từ cấp trung ương đến các tỉnh thành, thực hiện hàng ngàn clip ghi hình đưa tin các hội nghị, hội thảo, lễ tổng kết các ban, ngành, viện trung ương giáo hội. Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo Phật sự online đã kết hợp với Văn phòng Trung ương Giáo hội, Ban thông tin truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức trên 10 khóa tập huấn về truyền thông Phật giáo dành cho Chư Tôn Đức Tăng Ni và cư sĩ, Phật tử làm công tác truyền thông và ứng dụng công nghệ số trong công tác hoằng pháp. Lập kế hoạch tổ chức tuyên truyền và truyền thông thành công Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019 do Việt Nam đăng cai tổ chức tại Chùa Tam Trúc, tỉnh Hà Nam. Thực hiện số hóa trên 500 bài tham luận và các thông điệp của các nguyên thủ quốc gia, của các diễn giả và các đại biểu trong và ngoài nước. Phật sự online với phương châm ẩn ác, dương thiện đối với các thông tin xuyên tạc không đúng sự thật, làm ảnh hưởng đến uy tín của giáo hội, hình ảnh của tăng ni, Phật sự online luôn phản ánh kịp thời, thông tin chính xác, định hướng lại dư luận để quần chúng Phật tử, cộng đồng mạng xã hội hiểu đúng bản chất sự việc. Trong năm 2019, Phật sự online đã sản xuất nhiều chương trình đáp ứng cho nhu cầu nghe pháp tu học, nghiên cứu, theo dõi tin tức Phật, chuỗi phóng sự chuyên đề và điểm tin thời sự 20 giờ hàng ngày.
Dịp này, lãnh đạo Phật sự online đã ra mắt trang điện tử thư viện số phatgiao.com giới thiệu các đầu sách Phật giáo hỗ trợ cho công tác nghiên cứu của chư tôn Đức Tăng Ni trong nước và nước ngoài. Đạo từ tại buổi lễ, Hòa Thượng Thích Huệ Thông tán thán tinh thần phụng sự của tập thể kênh Tổng hợp Phật sự online, đặc biệt là sự định hướng và tịnh hóa cộng đồng mạng nhằm ổn định dư luận từ công tác truyền thông Phật giáo mà tập thể đã thực hiện. Chiều cùng ngày, toàn thể ban biên tập và nhân viên Phật sự online đến đảnh lễ khánh tuế Đức Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn tại Chùa Minh Đạo. Dịp này, Thượng tọa Tổng biên tập đã tác bạch báo cáo thành quả hội nghị tổng kết đến Hòa Thượng Chủ tịch, người lãnh đạo tinh thần tối cao của kênh từ những ngày đầu thành lập. Phật sự online được trưởng thành như ngày hôm nay là nhờ sự quan tâm từ Đức Hòa Thượng cùng với tình thương của Ngài đối với toàn thể ban biên tập, nhân viên Phật sự online. Với lòng từ mẫn, Hòa Thượng, Chủ tịch Hội đồng Trị sự động viên và chỉ đạo cho các công tác Phật sự trong tương lai, Hòa Thượng mong muốn Thượng tọa Tổng biên tập và Đại Đức Phó Tổng biên tập cùng toàn thể nhân viên Phật sự online tiếp tục phát huy vai trò của mình để xây dựng và phát triển ngành truyền thông của giáo hội. Trong tuần qua, một số ngôi chùa như Chùa Minh Ngộ, Chùa Báo Quốc và Thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng đã tổ chức lễ khánh thành sau một thời gian được đầu tư trùng tu, tôn tạo và xây mới nhằm mang đến không gian thờ tự tôn nghiêm cho Phật tử. Ngày 3 tháng 1, tại Chùa Minh Ngộ, huyện Gia Lâm, Hà Nội đã diễn ra lễ đặt nóc Tam Bảo, lễ phạt mộc xây dựng nhà mẫu và tạc tượng Phật Ngọc, Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni. Sau khi được bổ nhiệm trụ trì Chùa Minh Ngộ, Thượng tọa Thích Thanh Tuấn cùng với lòng nhiệt thành ủng hộ của quý Phật tử huyện Gia Lâm đã bắt tay vào việc xây dựng các hạng mục của ngôi chùa, trong đó có ngôi Tam Bảo, nhà mẫu và tạc tượng Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni. Sau một năm khởi công xây dựng, các hạng mục công trình đã dần hoàn thiện, đáp ứng nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh của nhân dân địa phương và du khách thập phương. Sau 2 năm xây dựng, ngày 5 tháng 1 vừa qua, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức lễ khánh thành Thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng. Tọa lạc gần quốc lộ 1 tại phường 2, thành phố Sóc Trăng, thiền viện được xây dựng trên khu đất rộng gần 6 hectare, gồm các hạng mục như chánh điện, nhà hậu tổ, nhà trụ trì, nhà tăng, lầu chuông, lầu trống, cổng tam quan. Tổng vốn đầu tư công trình là trên 100 tỷ đồng do các nhà hảo tâm, Phật tử đóng góp. Thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng hoàn thành không chỉ là biểu tượng sinh động, có ý nghĩa về mặt tâm linh mà còn là công trình kiến trúc nghệ thuật đồ sộ, tạo nên không gian thờ tự tôn nghiêm cho đồng bào Phật tử. Cũng trong ngày 5 tháng 1, Chùa Báo Quốc ở xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đã tổ chức lễ khánh thành chánh điện và chú nguyện Đúc Đại Hồng Trung. Theo sử sách, Chùa Báo Quốc là một ngôi chùa cổ được khởi dựng từ rất lâu đời, gắn liền với lịch sử ra đời của thôn Hòa Bình Thượng. Ngoài chức năng chính là nơi tôn nghiêm thờ Phật, chùa còn phối thờ thần Kim Quy, vị thần có công giúp An Dương Vương gây dựng thành Cổ Loa, chống giặc ngoại xâm. Đến nay, chùa vẫn còn giữ được nhiều cổ vật như bia đá, khánh đá thời Hậu Lê và nhiều cổ vật rất có giá trị. Ngày 6 tháng 1 năm 2020, Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ký công văn gửi Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố, hướng dẫn việc tổ chức nghi lễ cầu nguyện bình an phục vụ nhu cầu xã hội trong dịp Tết cổ truyền Xuân Canh Tý 2020. Công văn nêu rõ, để gìn giữ sự trong sáng của chính pháp, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam yêu cầu các chùa, cơ sở tự viện và tăng ni khi tổ chức thực hành các nghi lễ cầu quốc thái dân an phải đảm bảo trang nghiêm, tiết kiệm, tránh mê tín dị đoan, không đốt vàng mã, tránh những nội dung nghi lễ không đúng chính pháp của Phật giáo, dễ bị xã hội hiểu lầm là lệch chuẩn tâm linh, và phải cẩn trọng trong khâu tổ chức, tránh các yếu tố mang hình thức dịch vụ tâm linh. Không dùng các thuật ngữ yếm thế như giải hạn, dâng sao giải hạn, cắt giải oan gia trái tủ, mà phải nêu bật ý nghĩa, sự vận hành luật nhân quả của Phật giáo, tạo phước đức bằng việc tránh ác, làm thiện, làm nhiều việc tốt, sống đời sống chính mạng, chính nghiệp mới có được sự an lạc, hạnh phúc, thịnh vượng và gặp nhiều thiện duyên trong đời sống. Mừng Tết Nguyên đán Canh Tý, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa kết hợp biểu diễn nghệ thuật tại 30 điểm. Thời điểm bắn pháo hoa là từ 0 giờ sáng ngày 1 Tết và kéo dài 15 phút. Có 6 điểm bắn pháo hoa tầm cao gồm khu vực Hồ Hoàn Kiếm, vườn hoa Lạc Long Quân, sân vận động Mỹ Đình, công viên Thống Nhất, Hồ Văn Quán và thành cổ Sơn Tây. Còn các điểm di tích như đền Ngọc Sơn, nhà tù Hỏa Lò, văn miếu Quốc Tử Giám, hoàng thành Thăng Long cũng sẽ được trang trí và mở cửa đón khách tham quan trước, trong và sau Tết cổ truyền. Còn gần 2 tuần nữa mới đến Tết Nguyên đán Canh Tý, nhưng những ngày qua, ở một góc phố Hùng Vương, thành phố Tân An, tỉnh Long An, đã xuất hiện sắc xuân khi một người phụ nữ với áo dài đỏ, bút lông, nghiên mực, nắn nót từng con chữ gửi tặng đến mọi người. Từ giữa tháng 11 âm lịch, không gian nhỏ đầy
đầy màu sắc này đã được bà Bích Thủy bài trí. Cả người xin chữ và người cho chữ đều hết sức trân trọng và nâng niu. Ngoài việc thể hiện nét bút tài hoa, nội dung một bức thư pháp cần gửi gắm theo ý nguyện của người xin chữ cầu mong trong năm mới. Vào những cái dịp Tết, dịp lễ để viết tặng cho nhau những cái chữ may mắn hay hạnh phúc này kia đồ rất là tốt, quý trong gia đình. Trong mỗi một cái tác phẩm thư pháp thì nó có rất nhiều điều hay. Bởi vì khi mình đọc nó thì mình sẽ giống như là mình nó được sẽ ăn sâu vào trong tâm thức của mình, cũng như là thấm nhuần cái tư tưởng qua cái cách thức của con chữ và ý nghĩa của con chữ. Tôi thấy rất có ý nghĩa và những cái chữ như nó rèn cho con người của mình. Có người thì họ xin chữ nhẫn, bây giờ giống như là tánh tình nóng nảy quá, bây giờ xin chữ nhẫn để cho nó lặng một chút. Ngày nay, câu đối, liễn trang trí, phong bao lì xì đều được in ấn bắt mắt với nhiều mẫu mã. Thế nhưng một số người vẫn ưa chuộng và trân trọng nghệ thuật thư pháp với nét bút bài lượng. Chính vì vậy mà công việc của bà Bích Thủy những ngày này khá bận rộn. Viết tay sẽ nói lên được cái tâm tư nguyện vọng của mình, nó thực tế hơn là mình sẽ sử dụng vi tính và thiệt in sẵn. Chúc cha mẹ thì mình có thể là mình nhờ người ta viết cái chữ thọ bằng cái ta bằng viết bằng tay thì sẽ hay hơn. Những dòng thư pháp với ước vọng đầu năm được gửi đi chỉ một góc nhỏ ở thành phố Tân An, nhưng đã làm cho lòng bao người rộn ràng khi thấy Tết đã ở rất gần. Trong nhiều năm qua, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn có truyền thống tương thân tương ái, tổ chức các hoạt động từ thiện, nhân đạo, chia sẻ khó khăn với những mảnh đời cơ nhỡ, hoạn nạn, cũng như người nghèo khổ. Tết đến xuân về, hoạt động chăm lo cho người nghèo lại càng trở nên ý nghĩa. Tấm lòng của các Phật tử và nhiều mạnh thường quân đã có sức lan tỏa trong cộng đồng như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự do phóng viên truyền hình An Viên thực hiện. Những ngày giáp Tết, những chuyến xe từ thiện đi đến mọi nơi trên khắp mọi miền Tổ quốc. Những món quà ý nghĩa và thiết thực được trao tận tay cho bà con. Những chương trình văn nghệ bình dị và đơn giản chào mùa xuân đến, để những nụ cười hạnh phúc đón Tết từ đó được nhân lên. Trung tâm văn hóa xã Thần Sa, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên ngày hôm nay dường như trở nên ấm áp hơn những ngày khác. Tại đây, Ban Kinh tế Tài chính Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Giáo hội Phật giáo tỉnh Thái Nguyên đã trao 150 xuất quà cho các đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và doanh nghiệp trên địa bàn cũng đã trao tặng 200 triệu đồng và nhiều phần quà có giá trị cho xã Thần Sa để chăm lo Tết cho bà con. Với cái chương trình hơn 10.000 phần quà khắp miền Nam, Trung Bắc, đặc biệt là Tây Bắc và Đông Bắc, thì hôm nay tại tỉnh Thái Nguyên với phần quà của các doanh nghiệp, của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, đặc biệt là 300 phần quà của Phật giáo đã chia sẻ những phần nào đó tới sưởi ấm trong những cái Tết đến xuân về của sân Canh Tí. Huyện Võ Nhai là địa phương vùng cao còn khó khăn nhất của tỉnh Thái Nguyên với tỷ lệ hộ nghèo chiếm gần 20%. Tết cổ truyền đang đến gần, 290 gia đình đã được tặng những món quà ý nghĩa. Tôi là gia đình chị có người có công, là gia đình liệt sĩ. Vậy thì xóm mới báo chính quyền ở địa phương báo hôm nay là ra được nhận quà, là vì người có công, vì quan tâm người nghèo trong vùng sâu vùng xa này. Xin cảm ơn ạ. Hôm nay con rất là vui khi được nhà trường lựa chọn trong 20 bạn được tặng chiếc xe đạp này. Nhân dịp Tết sắp tới, con mong con sẽ học giỏi để không phụ lòng nhà trường ạ. Tại tỉnh Điện Biên, Ban Từ thiện Trung ương cùng với Ban Trị sự tỉnh Điện Biên đã trao tặng 2.000 phần quà Tết trị giá 1 tỷ đồng cùng với áo len và chăn ấm cho bà con có hoàn cảnh khó khăn ở các huyện Điện Biên, Tủa Chùa, Mường Lay, thành phố Điện Biên Phủ. Hôm nay là tặng quà vui lắm,
ngày Thái là vui lắm. Năm nay, từ ngày 21 tháng 1, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã bắt đầu hành trình Tết yêu thương, đến thăm và tặng quà cho đồng bào ở nhiều địa phương trên cả nước. Trong dịp Tết Canh Tí 2020, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã dành gần 20.000 phần quà Tết để trao tặng cho những hộ gia đình và cá nhân còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Thực hiện cái lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ là chúng ta không để ai ở lại phía sau cả, mà tất cả đều được quan tâm, đều được chăm lo, Đảng, Nhà nước chăm lo và giáo hội cũng như các tổ chức xã hội chăm lo. Thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong nhiều năm qua, công tác từ thiện xã hội là công tác hoạt động trọng tâm với hàng nghìn tỷ đồng được thực hiện trong năm để mà chia sẻ những cái hoàn cảnh khó khăn. Thì đây là một trong những hoạt động, và không chỉ ở Điện Biên mà tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước trong dịp này là các cái hoạt động phát quà, chia sẻ từ thiện xã hội. Bên cạnh đó thì cái việc là xây dựng các cái công trình như là trường mầm non, các cơ sở giáo dục giúp đỡ cho bà con đồng bào các dân tộc có hoàn cảnh khó khăn ở vùng biên giới như chúng ta vừa thấy. Thì cái về vấn đề chăm lo tương thân tương ái đó là cái truyền thống rồi của Phật giáo rồi, mà đó là cái kim chỉ nam của Phật giáo Việt Nam. Nên là khi mà đất nước Tết đến xuân về thì giáo hội không những một đoàn chúng tôi, mà giáo hội chia ra rất nhiều đoàn và rất nhiều cái nhà nhà Phật tử đều có cái hướng về công tác từ thiện xã hội, cũng như các doanh nhân doanh nghiệp rồi cũng như tất cả các ban trị sự giáo các tỉnh đều cùng chung tay. Trong những năm gần đây, chương trình tình nguyện Đông Ấm Yêu Thương, Xuân Yêu Thương đã trở thành một thông lệ quen thuộc vào những dịp cuối năm. Những phần quà không chỉ mang ý nghĩa về vật chất mà còn mang ý nghĩa về tinh thần và đạo từ bi của người con Phật. Với những người làm thiện nguyện thì đây là cơ hội để hành thiện và chia sẻ tình thương, lòng vị tha, gieo trồng phẩm hạnh. Còn những người được giúp đỡ thì có cơ hội để vượt qua khó khăn, vươn lên xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhà chùa và các nhà tài trợ đã có một cái là tình thương vô hạn và đã đến đây để phối hợp với nhà chùa, nhà thầy mang những cái gói quà phần thưởng cho chúng tôi. Thì chúng tôi rất là cảm động và tự hào. Tôi, gia đình tôi thì đúng là có nhiều khó khăn. Hai con dâu, con trai đều là người khuyết tật. Thế đều phải nuôi là mẹ già và hai đứa con nhỏ. Thế cho nên là hôm nay tôi được nhận gói quà của chùa và của xã. Thì tôi cũng không biết nói gì hơn, thì cảm ơn nhà chùa và tất cả các cơ quan đoàn thể. Hơn ai hết, những hộ nghèo những dịp như thế này càng trân trọng giá trị tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam. Và xuất phát từ tấm lòng nhân ái, từ bi, trong Phật giáo ngày càng có nhiều tổ chức cá nhân dành tiền của, công sức để tổ chức các hoạt động thiện nguyện nhằm hỗ trợ, giúp đỡ cho những người gặp hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn. Ở đâu có người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, cần sự giúp đỡ, chia sẻ của cộng đồng, ở đó có những việc làm từ thiện. Gần 10 năm nay, cứ 6 giờ sáng thứ năm hàng tuần, ngôi chùa Kim Liên tĩnh lặng bỗng trở nên nhộn nhịp hơn. Tại đây, các Phật tử tập trung chuẩn bị gạo và đậu nấu cháo. Nồi cháo được nấu bằng tình yêu thương dành cho những bệnh nhân nhỏ tuổi đang điều trị tại khoa nhi Bệnh viện Châm cứu Trung ương. Mỗi người một việc nên 8 giờ sáng, nồi cháo thơm ngon đã được nấu xong. Chị em chúng tôi thì xuất phát từ cái tình thương như thế, nhìn cái cảnh các cháu ở những vùng sâu, vùng xa, nghèo khổ mà về đi điều trị. Thì khổ về tinh thần, về vật chất. Thế thì chúng tôi xuất phát từ đấy, thì chị em chúng tôi là về trong cái tổ nấu cháo từ thiện này thì cũng xuất phát từ những cái Phật tử mà đi chùa. Mấy năm nay thì là người ta phân chia ra thì chỉ có 150 với 170 thôi. Thế thì hàng tháng là cũng có đường, có sữa, có bánh cho các cháu. Và đến các cái kỳ Trung thu và mùng 1 tháng 6 thì có tiền thưởng cho các cháu, tiền chia bình quân cho các cháu là mỗi cháu 100. Mỗi tháng 4 buổi, 150 đến 170 suất cháo một tuần, mỗi tháng một lần kèm với bánh mì sữa cho cháu ăn sáng. Thế nhưng đối với những người nhà các bệnh nhân thì khi đã được tiền thì họ vượt qua mọi khó khăn chống chọi với bệnh tật. Vâng, thấy là tuần nào cũng có cơm, cháo, có cả sữa. Và đặc biệt là thứ hoảng có quà nữa. Thế này là rất có ý nghĩa với nhà điều trị lâu dài. Nếu mà ngày 1, ngày 2 thì không sao, nhưng lâu dài rất có ý nghĩa. Thì nói chung cũng có hỗ trợ được phần kinh tế. Cùng với chương trình Nồi Cháo Kết Nối Yêu Thương như thế này, trong những năm qua, còn rất nhiều ngôi chùa trên cả nước đã triển khai các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng.
Tất cả đều xuất phát từ cái tâm, từ cảm xúc của mỗi người trước cuộc sống, trước những cảnh đời còn khó khăn. Vâng, từ thiện xã hội không còn là trách nhiệm của riêng ai, mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Mỗi món quà nhỏ hay việc làm thiện nguyện, dù là nhỏ nhưng là tình cảm đặc biệt, giúp những người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người có công với cách mạng hay bệnh nhân nghèo. Xuân Canh Tí sắp tới, Giáo hội Phật giáo Việt Nam và những người làm chương trình này mong muốn sẽ có nhiều hơn nữa những tấm lòng chung tay vì cộng đồng được nhân rộng để lan tỏa thêm những nụ cười ấm áp và tình yêu thương. Trước khi kết thúc bản tin hôm nay, chúng tôi muốn đưa quý vị khán giả đến với vùng Đồng Tháp 10, nơi nổi tiếng với những ao sen ngát hương. Có thể thấy, sen là loài hoa mà hầu như tất cả những bộ phận đều có thể sử dụng để làm thực phẩm, làm thuốc. Và ngày nay, sen còn được khai thác để làm ra những chiếc nón lá hay áo dài. Ngay cả những lá sen già cỗi, xấu xí, tưởng chừng như không thể sử dụng làm gì, thì nay lại được tái sinh để tạo ra những tác phẩm nghệ thuật. Và trong phần cuối của bản tin hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu quý vị và các bạn một người họa sĩ đã ngoài 60 tuổi, nhưng vẫn ngày đêm cần mẫn với từng lá sen mục, với mong muốn một ngày nào đó, sản vật vùng đất ông đang sinh sống sẽ đi xa hơn. Trong một gian nhà nhỏ bên bến sông đầy nắng gió của xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò, có một người nghệ nhân đang ngày đêm cặm cụi với những sản phẩm từ cây sen Đồng Tháp. Trong gian phòng chất đầy lá sen và dụng cụ làm sen, cuộc sống của ông Bảy Nghĩa dường như chỉ xoay quanh loài hoa ấy. Nhìn những bức tranh này, khó hình dung nổi cách mà người nghệ nhân tạo ra chúng. Mới đầu nghĩ về sen có đá nghiên cứu rồi, vừa thấy nó hơi khó. Thấy hơi khó thiệt. Và vô làm mới thấy càng ngày càng khó nữa. Mình chưa hiểu về tính cách, tính nết của nó. Độ co giãn nè, độ biến màu nè, rồi không ăn keo nữa nè. Tuy rằng đó là người ta nói nước đổ lá môn mà, lá sen nó khô rồi đó, nhưng mà đổ nước lên nó không dính. Nó hút xương thì có hút xương thiệt, nhưng mà đổ nước vô nó rõ ràng. Thì cũng có cái cách để mà mình phết keo lại cho nước. Nó keo này là cái gốc nước. Rồi mình phết lên sao cho nó dính. Chứ mình phết lên rồi mình dán cái dở lên cái nó muốn bong lên hoài. Nó nhiều đó cũng đủ khổ rồi, đủ chết với nó rồi đó. Sen là loài hoa khó tính, khó chăm, khó chiều. Nó đẹp huy hoàng nhưng cũng rất nhanh tàn lụi. Vậy mà người nghệ nhân này có thể tạo nên một bức tranh hoàn toàn từ lá sen, gân sen, mà bước đầu tiên ông làm đã qua 4 năm vẫn giữ vẹn nguyên. Nhưng để làm được điều đó, ông đã mất rất nhiều thời gian để đi tìm những loại lá sen cho ra những màu sắc tự nhiên khác nhau. Thậm chí, chỉ riêng việc nghiên cứu để một chiếc lá biến đổi màu ra sao và giữ được màu ổn định thế nào, ông đã mất hơn 6 tháng. Cái tánh của tôi thì cái nào khó thì cố gắng thực hiện. Nếu nó có thất bại về cái hình, nó cũng thành công về cái đầu của tôi. Là tôi kiên trì được cái giai đoạn đó. Thì lấy cái thành công đó tôi làm cái đợt 2, đợt 3, đợt 4, đợt 5 thế nào cũng phải thành công. Tuy rằng bây giờ nó gọi là thành công chưa, tôi đang còn nguyên tiếp tục nghiên cứu nữa. Chứ chưa là tuyệt đỉnh đâu. Nhưng mà dù sao chăng nữa tôi đã có thành công cái đầu tôi rồi. Tôi bám được tới giờ này là tôi mừng cho tôi. Điều khó nhất để làm ra một bức tranh là việc khắc họa được cách thần của nhân vật. Đặc biệt là với tranh sen, không được vẽ lưới tỷ lệ, chỉ có thể vẽ trước ngoài giấy để thuộc lòng bức hình, sao cho lúc dán vào tranh không bị sai. Ngoài ra, ông cũng luôn hỏi kỹ đặc trưng tính cách và nghề nghiệp của khách hàng để khắc họa cho chuẩn xác những đặc trưng của từng nhân vật. Người ta nhìn cái tranh sen này, Đồng Tháp này có là cái xứ sen nè, mà là sản phẩm là có ra sen nè. Đấy. Đấy là mình muốn nói cái tên của địa phương mình lên, mà thậm chí là cái mộng của tôi không những là nói ở Việt Nam, mà muốn nói qua Nhật Bản, Hàn Quốc, Bắc Âu. Mặc dù bây giờ có mà nó chưa rộng, nhưng mà sẽ nhiều hơn, cố gắng sẽ nhiều hơn. Những bức tranh của nghệ nhân Bảy Nghĩa đã đi đến nhiều quốc gia trên thế giới nhờ những người đặt mua tặng người thân, bạn bè, góp phần để thế giới biết tới một sản phẩm mang màu sắc quê hương truyền thống Việt Nam. Ơi, bóng
sen về Đồng Tháp nhớ bông sen, câu hát câu hò càng lưu luyến tình. Mùa mưa con nước dâng đầy, về đây cho biết Tháp Mười quê tôi. Trong những ngày này, chắc hẳn mọi người đều đang tranh thủ ngày cuối tuần để đi ngắm những cảnh đào, cây quất về chưng Tết cho gia đình mình. Và để giúp quý vị nắm được tình hình thời tiết trong những ngày tới, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị những thông tin dự báo thời tiết 7 ngày tới. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin An Viên. Xin chào và hẹn gặp lại ở các bản tin tiếp theo.